Evergrande vẫn im lặng về khoản lãi 83 triệu USD, nhà đầu tư thấp thỏm. Nhà đầu tư như ngồi trên đống lửa khi Evergrande vẫn im lặng về khoản lãi 83,5 triệu USD cho trái phiếu phát hành ở thị trường nước ngoài dù thời hạn trả là hôm qua, ngày 23 tháng 9. Theo CNBC, tính đến sáng nay, ngày 24 tháng 9, nhà phát triển bất động sản Trung Quốc Evergrande vẫn chưa hề có câu trả lời rõ ràng khi nào họ sẽ thanh toán khoản lãi 83,5 triệu USD cho các nhà đầu tư nắm giữ trái phiếu mệnh giá đồng USD. Evergrande cũng không đưa ra bất kỳ thông báo hay hồ sơ nào lên sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông. Khoản thanh toán lãi suất 83,5 triệu USD cho các trái chủ nước ngoài đến hạn vào hôm qua, ngày 23 tháng 9 là cho trái phiếu mệnh giá 2 tỷ USD đáo hạn vào tháng 3 năm sau. Các trái phiếu mệnh giá USD thường được nắm giữ bởi các nhà đầu tư nước ngoài. Theo Jeff Hinity, lợi tức của trái phiếu này đã tăng vọt lên hơn 560%, tức mức hơn 10% đầu năm ngoái. Lợi tức và giá trái phiếu diễn biến ngược chiều nhau. CNBC cho biết, ngay cả khi bom nợ Evergrande chưa thanh toán khoản lãi này trong ngày đến hạn hôm qua thì về mặt kỹ thuật, công ty sẽ không bị vỡ nợ trừ phi họ không thanh toán trong vòng 30 ngày. Ngoài khoản lãi trên, theo Jeff Hinity, Evergrande còn có một khoản thanh toán trị giá 47,5 triệu USD sẽ đến vào ngày 29 tháng 9. Đây là khoản lãi cho trái phiếu mệnh giá USD kỳ hạn 7 năm đáo hạn vào tháng 3 năm 2024. Tính chung từ nay đến cuối năm, tập đoàn bất động sản lớn thứ hai Trung Quốc này sẽ phải thanh toán 669 triệu USD tiền lãi. Những rắc rối của bom nợ 300 tỷ USD Evergrande đã leo thang trong những tuần gần đây và làm chao đảo thị trường chứng khoán toàn cầu. Bởi Evergrande là nhà phát triển bất động sản lớn thứ hai tại Trung Quốc về doanh số bán hàng. Theo website của công ty, Evergrande có 1.300 dự án hiện diện tại 280 thành phố trên khắp Trung Quốc. Evergrande đã được cảnh báo có thể vỡ nợ. Phần lớn các nhà phân tích đều dự đoán gã khổng lồ bất động sản này sẽ không thể thanh toán kịp khoản lãi trái phiếu nước ngoài trong ngày 23 tháng 9. Hồi đầu tuần, S&P Global cũng cho rằng một vụ vỡ nợ là có thể xảy ra. Các nhà đầu tư vẫn đang theo dõi sát sao các động thái của Evergrande trong bối cảnh lo ngại cuộc khủng hoảng này sẽ lây lan sang các thị trường khác. Tuy nhiên, tâm lý thị trường đã phần nào được xoa dịu trong phiên ngày 22 tháng 9 khi một đơn vị của Evergrande tuyên bố hoàn thành việc trả lãi cho một trái phiếu trong nước bằng đồng nhân dân tệ cũng đến hạn hôm 23 tháng 9. Theo Reuters, tối muộn ngày 22 tháng 9, Chủ tịch Evergrande đã có cuộc họp với các giám đốc điều hành công ty để đảm bảo giao nhà cho các khách đã mua nhà nhằm an lòng các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Nhưng các nhà phân tích cho rằng, Evergrande có thể sẽ ưu tiên trả nợ cho các nhà đầu tư trong nước bao gồm các trái chủ trong nước hơn là các trái chủ nước ngoài. Trong một động thái liên quan, tối qua, tờ VWSG dẫn nguồn tin thân cận với vấn đề cho biết, chính phủ Trung Quốc đã lệnh cho các địa phương chuẩn bị cho tình huống Evergrande sụp đổ. Động thái này cho thấy Trung Quốc sẽ để cho Evergrande tự xoay sở trước và chỉ can thiệp vào phút chót nhằm đảm bảo an toàn hệ thống.